xin chào cô chú anh chị. Đầu clip xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Nhật Tảo thuộc phường 8 quận 10 đang có nhu cầu bán. Vị trí gần với chợ Nguyễn Tri Phương, vị trí rất là sầm uất, tiện mua bán kinh doanh. Với diện tích ngang 3,5, chiều dài là 13m, công nhận đất trên sổ là 45m2, trệt, lửng, hai lâu, 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Diện tích sàn xây dựng là 116m2, hướng chính là hướng Bắc. Và hiện tại giá gia chủ đang chào bán là 14,5 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại qua Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.